Kính gửi, quý khán giả, những người yêu thương nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trong và ngoài nước. Gia đình chúng tôi rất lấy làm tiếc và gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới quý khán giả yêu quý nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vì những chuyện lùm xùm xảy ra trên mộ của anh chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Những sự việc không hay này đã kéo theo những thông tin hoàn toàn vu khống, bị đặt nhằm bôi nhọ danh dự gia đình và xúc phạm tôn nghiêm người đã khuất. Hơn 5 tháng qua, gia đình chúng tôi đã im lặng, đã chịu đựng những lời đó từ chính những người được gọi là con cháu trong gia đình, những người được gọi là bạn bè đồng nghiệp với anh tôi, người đã nằm xuống. Nỗi oan này ai thấu? Suốt hơn 5 tháng qua, gia đình chúng tôi đã phải chịu đựng sự chửi bới, lăng mạ vô căn cứ của những người đã từng quen biết gia đình lẫn những người không quen biết. Những vấn đề nào cần sự can thiệp của các cơ quan có thẩm quyền cũng đã được gia đình gửi đi và hiện tại đang trong thời gian chờ xử lý. Bên cạnh đó thì những lời vu khống ấy vẫn ngày càng tăng và chưa có dấu hiệu của sự dừng lại. Thôi thì hãy để anh của chúng tôi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nói cho quý khán giả biết về cháu Hồng Loan, để mọi người hiểu rõ hơn về tính nết, về bản chất cũng như là về con người của cháu. Và vì sao từ đầu đến cuối anh luôn muốn giao cho Hồng Phượng giữ gìn căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm làm nhà từ đường không được bán, mãi mãi dùng để thờ tự hương khói cho dòng họ Võ. Nỗi đau mất đi người anh ruột người thay cha mẹ đã mất từ lâu để đùm bọc, lo lắng cho anh em, con cháu trong gia đình chưa nguôi, thì sóng gió thị phi đã ập đến. Tầm khoảng giữa tháng 5 năm 2023, Hồng Loan lên mộ anh chúng tôi kêu gọi cộng đồng mạng vào chia sẻ những thông tin mà Hồng Loan cung cấp giúp cháu ấy. Từ đây thì mọi thông tin trong nhà chúng tôi bắt đầu ngày càng lan rộng trên mạng xã hội, mức độ lan rộng ngày càng nhiều và không đúng sự thật như ăn tiền trên xác chết, ăn chặn tiền mộ, ăn chặn tiền phúng điếu, cố tình kéo dài thời gian làm mộ để tiếp tục kêu gọi quyên góp năm, vân vân. À, đỉnh điểm là thị phi tranh giành tài sản với con gái của anh tôi theo cách nói của cộng đồng mạng. Cho nên hôm nay, ngoài những đơn từ đã gửi chính quyền nhờ chính quyền can thiệp, gia đình chúng tôi cũng xin được công bố lần lượt các thông tin để quý khán giả có cái nhìn rộng hơn, rõ ràng hơn, chính xác hơn và công tâm hơn. Tóm tắt diễn biến sự việc. Ngày 05 tháng 03 tháng 2023, anh chúng tôi mất, gia đình cùng mọi người lo đám tang cho anh. Trong lúc tăng gia bối rối, mọi người mãi lo công việc thì Hồng Loan đã mở tủ của anh Linh lấy giấy tờ liên quan đi làm thủ tục thừa kế, sang tên tài sản. Chúng tôi không ai biết và vẫn nghĩ, tình cảm với Hồng Loan từ trước đến giờ là tình yêu thương giữa những người thân trong gia đình qua rất nhiều năm không thay đổi. Không nghi ngờ gì Hồng Loan nên không ai có sự đề phòng là như vậy. Vì thế những gì mà Hồng Loan và những gì bên phía Hồng Loan chia sẻ với cộng đồng mạng sau này về cô Sáu, vợ chồng chú Bảy, cậu Thành, cô Văn Tiên, vợ chồng Hồng Phượng, cháu Tiểu Linh Vũ, Kim Nga, người trợ lý thân cận của anh chúng tôi suốt 13 năm cuối đời, là hoàn toàn sai sự thật. Ngày 25 tháng 3 năm 2023, tức sau 21 ngày anh chúng tôi mất, gia đình họp nhau và có bàn với Hồng Loan về việc thừa kế theo lời anh tôi lúc sinh thời vẫn dặn dò, nhưng Hồng Loan co đồng ý. Chúng tôi biết việc bất đồng trong thừa kế luôn xảy ra ở một số gia đình, cần thời gian để bàn bạc và thỏa thuận. Vậy nên, sự việc đó chúng tôi để qua 49 ngày sẽ đề cập lại. Ngày 19 tháng 4 năm 2023, Hồng Loan đã hoàn tất việc sang tên thừa kế tất cả tài sản trước thất thứ bảy của anh chúng tôi. Vì thế di nguyện của anh trai chúng tôi lúc sinh thời đã không thực hiện được. Điều này làm cho gia đình chúng tôi rất đau lòng và cảm thấy có lỗi với người đã khuất vì đã không thực hiện được di nguyện của người. Ngày 20 tháng 5 năm 2023, sau khi Hồng Loan đã hoàn tất thủ tục thừa hưởng toàn bộ tài sản của anh chúng tôi được một tháng, thì Hồng Loan lên mộ nói gia đình chúng tôi tranh giành tài sản, nói chúng tôi vu khống Hồng Loan là con nuôi trong khi Hồng Loan là con ruột và yêu cầu chú Bảy ông Võ Thành Nhiêu, tức nghệ sĩ Tiểu Linh, thử ADN với Hồng Loan. Đồng thời Hồng Loan kêu gọi CDM, các YouTuber chia sẻ rộng thông tin này, đồng thời lên tiếng mình có biết gì về đám tang như một người mù. Nhưng sự thật là Hồng Loan biết tất cả, nhưng cô ấy đã làm lơ để mặc cho chúng tôi cùng một số bạn bè thân hữu lo liệu mọi thứ. Và điều gia đình chúng tôi xót xa và đau đớn nhất là câu nói ăn tiền trên xác chết BACON mà Hồng Loan đã gán ghép câu nói được, thốt ra từ chính miệng cô gái mà gia đình chúng tôi mặc dù biết không phải chung máu mủ ruột thịt nhưng đã hết lòng cưu mang, nuôi nấng mấy chục năm qua với một tình yêu thương vô bờ bến. Việc liên quan đến câu ăn tiền trên xác chết, sau khi quý khán giả nghe xong clip của anh tôi tâm sự, gia đình chúng tôi sẽ lần lượt đăng tiếp các giấy tờ, chứng từ liên quan, cũng như đơn kiện đã gửi công an vì những điều vu khống đó cho mọi người thêm tỏ tường. Gửi riêng Hồng Loan, Mỹ, Dung. Hồng Loan, đứng trước những lời bịa đặt của con về gia đình, cô Sáu không lên tiếng. Cũng như gia đình chọn sự im lặng không phải vì sợ mà vì đó là không ai đi vạch áo cho người xem lưng,
không ai đi mang chuyện nhà ra ngoài xã hội cho thiên hạ mổ xẻ và sỉ vả. Nhưng con, chính con là người đã mang mọi chuyện ra ngoài và đơm đặt đủ thứ chuyện để xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Vậy nên, cho dù muốn hay không muốn thì Thiết nghĩ cô Sáu cũng nên lên tiếng để cho mọi người được tường tận sự việc của câu chuyện. Hồng Loan con à, căn nhà số 5 con đang ở cùng với những người lạ mặt kia, ngày đêm lên mạng vu khống chửi rủa gia đình ruột thịt của người trong di ảnh trên bàn thờ kia, là người đã từng yêu thương con, bỏ qua mọi lỗi lầm mà con đã phạm phải. Gia đình luôn yêu thương, đừng bọc con khi con khó khăn. Nhưng cuối cùng, con đã làm được gì? Ở đây không phải là cô Sáu kể công gia đình đã nuôi dưỡng con, mà cô Sáu chỉ muốn nói rằng, việc hiếu đạo lẽ ra phận làm con cháu thì con phải mặc nhiên hiểu và báo hiếu trả ơn. Nhưng không, công ơn nuôi dưỡng con cũng chưa làm tròn. Nghĩa tử là nghĩa tận, cơ hội cuối cùng để con đáp đền công ơn nuôi dưỡng của cha là lo cho cha một cái đám tang chỉnh chu. Để đưa tiễn người về cõi vĩnh hằng con cũng không lo mà bỏ mặc với một câu tùy duyên. Đồng thời, danh tiếng, danh dự của gia đình, của cha con gầy dựng và giữ gìn bao nhiêu năm qua cũng đã bị con phá hủy tất cả mọi thứ. Vậy thì thử hỏi ba con dưới suối vàng có ngậm ngùi, có đau, có xót xa không con? Mỹ, Dung, hãy lắng nghe lời bác Năm nói đi các con, đừng bị chuyện đặt điều nói xấu gia đình mà lãnh nghiệp về sau, quay đầu là bờ. Nghe tiếng người yêu gọi tên hàng mặt từ, chàng vội quay đi lẫn vào trong bóng tối khi sương khuya nức nở đổ liền.